sau đây là cập nhật cổ phiếu POW đầu tiên là kết quả hoạt động kinh doanh có thể nói là tốt nhưng mà không có gì đặc sắc cả để mọi người đọc cái kết luận nhanh để cho nó dễ này kết thúc quý 3 pow hoàn thành 120 phần kế hoạch năm 2024 cái bên ACB này người ta giữ nguyên cái kỳ vọng của phiếu pow do là lo ngại về cái tỷ giá này La này xong rồi là chi phí của các nhà máy điện khí này sản lượng huy động nó sẽ biến động này tóm lại là đây là những cái số liệu rất là bình thường ở con pow năm nào cũng có và mình có thể nói luôn với các bạn là mình quan sát con phâu đủ lâu để biết rằng là cái kết quả hoạt động kinh doanh của cái con này nó phản ánh rất ít vào giá thế thì nó chạy theo cái gì nó chạy theo kỳ vọng mọi người ạ con phâu này thì có hai kỳ vọng chính một là kỳ vọng thoái vốn 80% vốn hóa của con này vẫn nằm trong tay của pvn nên là trước sau gì thì nó cũng bán thôi nhưng mà những năm trước thì ra game thoái vốn ra tin thoái vốn rất là nhiều ra tin nhưng mà không chạy nhá con này thoái được chẳng phải chục năm nữa năm nay thì chẳng ra tin thoái vốn luôn thế là giá không chạy mà trong năm nay thì có một cái nhịp tăng khá là mạnh của con phâu đến từ cái kỳ vọng hai cái dự án điện khí LNG của nó là nhân trạch 3 và nhân trạch 4 thì ở cái thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy là nếu mà con phâu này nó có thể tăng trở lại trong giai đoạn cuối năm hoặc là sáng đầu năm sau ấy thì cái kỳ vọng chính của nó nó phải là nhân trạch 3 và nhân trạch 4 chứ không phải là cái hoạt động kinh doanh bình thường dành cho những ai chưa biết thì dự kiến thời gian của hai cái dự án nhân trạch 3 và 4 ấy nhân trạch 3 là sẽ hoạt hành thương mại vào giữa năm 2025 và nhân trạch 4 là vào năm 2026 có nghĩa là rất là gần rồi về mặt đóng góp thì doanh thu của hai thằng này nó sẽ chiếm lần lượt là 14 và 38 của tổng doanh thu của POW giai đoạn 2025 2016 có nghĩa là rất nhiều và cái diễn biến hiện tại của hai cái nhà máy này là đang trong giai đoạn hoàn thành gấp rút thi công thì vượt kế hoạch rồi nhưng mà bây giờ có vấn đề liên quan đến đường dây truyền tải đường dây truyền tải riêng cho nhân trạch 34 thì chưa xây xong và bây giờ nếu mà ghép nối vào đường dây truyền tải của nhân trạch 12 thì nó cũng chưa được phê duyệt mà kể cả phê duyệt xong thì cũng mất khá khá thời gian Tóm lại là có khả năng là hai thằng nhân trạch 34 này nó sẽ chậm tiến độ một chút và nó đang phản ánh vào giá hiện tại của con bâu ngoài ra thì mình đánh giá cái lý do của cái nhịp giảm mạnh này của con bâu ấy nó giảm từ giá 15.5 về giá hiện tại là 11.45 là vì cái nhịp tăng vừa rồi ấy, nó tăng nhanh quá nó kéo theo cái dòng tiền FOMO và nó kéo theo cái dòng tiền quyết định là chủ yếu thôi chứ còn chưa ai có đủ cái thời gian để mua đến giá con này cả thế nên là cái sự tăng giá con này nó không bền vững con này những cái năm trước ấy thì nó cũng là cái hàng gọi là rất là nặng mông tại vì nhỏ lẻ đu bám nhiều và cái dòng tiền nó cũng không mạnh Thế nên là khi mà cái dòng tiền tích lũy nó chưa đủ ấy, thì chắc chắn là nó sẽ rơi. Cái giai đoạn đầu tiên của cái nhịp rơi chúng ta có phân tích một cái mô hình, mà chúng ta gọi là mô hình cờ giảm giá, ấy. thì nó có phá vỡ xuống cái mô hình này vào ngày mùng 4 tháng 9. Ở cái thời điểm đầu tháng 9 ấy thì có rất nhiều người hỏi mình về Mì con phâu này trong những cái buổi live stream thì mình có nói rồi, con này nó vừa mới break xuống của cái mô hình cờ giảm giá. Thế nên là cái target của nó là nó, nó vẫn còn. Chúng ta có target chính là cái cắn cờ, có nghĩa là cái kỳ vọng giảm giá nó phải là về cái vùng 11.5 Đấy cái thời điểm đấy chúng ta đã vẽ rồi đúng không? thì đến bẵng đi đến nửa cuối tháng 9 và sáng đến tháng 10 là không ai hỏi mình con này nữa thì có vẻ là mọi người chán rồi mọi người quên với cái con này rồi nhưng mà nó vẫn tồn tại ở đấy sau một thời gian giảm nó lại tiếp tục tạo ra thêm một cái mô hình cầu giảm giá nữa này nó lại tiếp tục gãy qua cái gáp mà nó tạo ra ở giai đoạn tăng đầu tháng 5 ấy và giá hiện tại đã là 11.45 nó về đến cái target của chúng ta rồi thế bây giờ đã mua được cái chưa mọi người biết tư duy rồi mà đúng không mình vẫn nói mãi rồi ở cái thời điểm hiện tại giá của nó vẫn có thể giảm thêm được tại vì cái áp lực bán nó vẫn đang gia tăng thì mọi người nhìn xuyên suốt trong giai đoạn bốn 4 tuần gần đây là áp lực bán nó chỉ có tăng và tăng thôi những cái cây bán thì thanh khoản lớn biên độ giá lớn mà những cái cây hồi lên thì thanh khoản là yếu là chưa có lý do gì để chúng ta vào bắt đáy cả tất nhiên là nó đã về những cái vùng giá mà chúng ta kỳ vọng ở cái đợt tháng 7 rồi ở cái thời điểm đấy thì cái view về điện khí ng nó vẫn thế cái kỳ vọng của cái con này vào nhân trạch ba bốn nó vẫn thế và giá bây giờ đã rẻ hơn cái vùng giá đấy rất là nhiều rồi gần ba mươi rồi nhiệm vụ duy nhất của chúng ta bây giờ là ngồi đợi ngồi đợi để xem là giá nó giảm về đến đâu là kịch biên độ sau đấy nó bắt đầu nó tạo nền nó nhắc đi nhắc lại là cái con này nó sẽ rất khó để hồi lên chữ V. Thế nên là chúng ta cứ đợi nền giá chúng ta không có gì chúng ta phải mua vội cả. Cứ đợi nó giảm kịch biên độ đi, nó sẽ tạo nền giá. Ở cái thời điểm nó có nền giá chúng ta bắt đầu có thể mua dần vào được. hãy hiểu cái kỳ vọng của bạn để bạn nắm giữ được theo đúng cái kỳ vọng đấy. Ở cái thời điểm hiện tại đánh ngắn hạn thì con bầu nó không có dòng tiền. Nó đang có dòng tiền thoát ra mà giá vẫn đang giảm ấy. Chuyết định cái đoạn này thì nếu mà bạn có bắt ngon lắm chắc được 57% đảo chiều phù hồi kỹ thuật nhưng mà phải nói thật là giai đoạn này không nên đầu tư như vậy với các cổ phiếu mà dòng tiền nó yếu như con vâu chọn con nào khỏe ấy, cái giai đoạn vừa rồi cái con nào khỏe mà nó vừa mới bị bán xuống ấy, nếu mà thị trường nó dừng giảm nó hồi lên thì cái bọn đấy mới là cái bọn để chốt đinh còn những con như là con vâu ấy thì nó không thích hợp để chốt đinh như vậy chúng ta mua con này là gì là chúng ta kỳ vọng trong cái trung hạn dài hạn của nó từ giờ cho đến giai đoạn nửa cuối năm 2015 khi mà cái nhân trạch ba nó bắt đầu đi vào vận hành và bắt đầu nó đẩy cái nền doanh thu của con này lên thì cái thời điểm đó chúng ta phải nhắc lại câu chuyện là gì thằng này là cái thằng số 1 trong việc phát triển điện ký LNG ở Việt Nam. Và mọi người nên đọc lại cái quy hoạch điện 8 ấy, mọi người sẽ thấy là trong quy hoạch điện 8 thì tập trung rất mạnh vào điện ký LNG và điện gió ngoài khơi. Thế nên đây là cái con trọng tâm để phát triển của cái quy hoạch điện 8 đấy. Mặc dù bây giờ phải nói thật là cái quy hoạch điện 8 đang hơi bê xê và nó cũng chưa triển khai được mấy. Thế nhưng mà rõ ràng trọng tâm phát triển thì chúng ta chỉ cần có nền giá tốt thôi, chúng ta chỉ cần có tầm nhìn dài hạn là chúng ta có thể nắm giữ được. Thế đến cái thời điểm đó thì cái việc mà giá quay trở lại vùng đỉnh cũ này thậm chí là vượt qua cái vùng đỉnh cũ này là mình thấy là rất là đơn giản thôi còn kết quả kinh doanh thì vẫn tốt nếu mà ai mà hỏi là bây giờ có rủi ro gì không thì mình thấy rủi ro duy nhất trong ngắn hạn đó là gì là mua xong nó không chạy thôi mua xong nó không chạy mà nó làm cho các bạn chán nản một tháng không chạy chắc các bạn vẫn cầm được thế nhưng mà 3 tháng 6 tháng thì các bạn có cầm được hay không thì phải xác định trước cái câu chuyện đấy nhá tại vì cái con pâu này nó chạy rất là chậm đấy chứ còn nếu mà nói về hoạt động kinh doanh nếu mà nói về tình hình vay nợ thì con này gần như bây giờ chả có cái rủi ro gì cả những cái biến động liên quan đến năng suất tiêu thụ điện hay là biến động liên quan đến giá vốn giá LNG, giá than nó chỉ phản ánh vào cái con này trong ngắn hạn thôi nó sẽ không tác động quá nhiều đâu con này đang ở một cái trạng thái vay nợ rất là thấp cái việc giá giảm mạnh như vậy chỉ tạo ra cơ hội mua thôi nhưng mà nhắc lại nhé view nó phải dài thì mới cầm được cổ phiếu này còn nếu không thì các bạn nên chọn các cổ phiếu mà nó có cái dòng tiền mạnh hơn con pâu khả năng cao vẫn giảm thêm mình đánh giá là cái nhịp giảm này của thị trường hoàn toàn có thể kéo giá Pou về quanh vùng 10.5 với 10.5 thì cũng đợi tín hiệu đảo chiều thôi mua đẹp nhất là khi có nền giá còn nếu mà mua chỉ vì tín hiệu đảo chiều ấy, thì nó lên là một cái tín hiệu đảo chiều rất mạnh còn nếu mà tín hiệu đảo chiều bình thường ấy, thì chắc là cũng mua ít thôi